Xin chào các bạn, lại là Thái Dũng Official đây các bạn. Nào mời các bạn đến với channel của Dũng. Xin mời. Hello các bạn, là Dũng đây. Thì hôm nay Dũng xin giới thiệu với các bạn là một cái chương trình đi làm từ thiện Gia Lai. Thì bây giờ là khoảng 2 giờ 45 sáng, gần 3 giờ. Anh em mình đang tập trung tại Magnado, Điện Biên Phủ, chuẩn bị để mà lên đường đi những cái nơi từ thiện tại Gia Lai và những điểm gần gần lân cận đó. Mọi việc rất là thú vị, bởi vì cái tour này là một năm chỉ có một lần thôi, cho đi là còn mãi, cho nên tất cả mọi người trong cái mô tô và không riêng gì nhóm của mình, và còn có thêm tất cả nhóm anh em mô tô khác tại Sài Gòn sẽ cùng đi làm từ thiện ở cái chương trình này. Xin mời các bạn tham quan qua cái khung cảnh của anh em. Các bạn thì bây giờ là 3 giờ 5 phút tại Bùng Binh, Điện Biên Phủ nha các bạn. Và đây một số anh em đã đến. Đây, có anh em đi phong luôn, anh Phương đi phong H2.